Xin chào toàn thể anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với Thế Anh Audio để tiếp tục các video. Bên em hôm nay làm một video để thanh lý cho anh em một đôi loa nhập khẩu trực tiếp từ Anh Quốc. Giá hôm nay bên em thanh lý rất là tốt cho anh em. Thì trước khi vào video thì anh em nào chưa đăng ký kênh, chưa like, cho bên em một đăng ký kênh, một like và nhấn chuông thông báo để cập nhật các sản phẩm bên em. Vừa rồi bên em thanh lý rất nhiều vang đẩy mic bãi. Nhiều anh em có alo cho em bảo là không thấy thông báo gì cả. Khi mà lên tình cờ xem video, gọi hàng chốt thì lại hết hàng rồi. Thì anh em lưu ý giúp em, anh em phải đăng ký kênh, like và bật chuông thông báo. Khi em lên video thì anh em sẽ nhận được các thông báo sớm nhất. Em muốn hàng chất lượng hoặc là hàng thanh lý thì anh em phải chọn đăng ký kênh, like và bật chuông thông báo lên, bọn em lên video phát là anh em mới nhận được thông báo luôn. Lúc đó anh em vào chốt hàng nó rất là dễ. Chứ như hàng thanh lý này bên em đã để giá rất là tốt rồi. Anh em có thể biết hàng thanh lý thì để giá rất là tốt, nên anh em vào thường là rất là bay rất là nhanh. Nên anh em nào lưu ý giúp em nhé, nhớ like, đăng ký kênh và bật chuông thông báo để cập nhật các sản phẩm mới sớm nhất cho anh em nhé. Đây, để tiếp tục thì em giới thiệu cho anh em một đôi loa. Đôi loa nhập khẩu đây. Hôm nay em sẽ thanh lý cho anh em đôi loa nhập khẩu trực tiếp từ Anh Quốc. Đây nhá. Về thiết kế để em mở cho anh em xem. Đây, thiết kế đôi loa này. Mặt trước nó sẽ có một hai bát 16, một chép. Đấy, hai bát 16 và một chép. Đấy, đằng sau. Đây, đằng sau đầu loa thôi. Sau đó công suất con này thì 100W một loa nhá, 100W. Giải tần thì nó từ 70Hz đến 20kHz. Nên con này ra tiếng rất là sâu luôn. Anh em nào có điều kiện thì mua một đôi này về làm loa lời thì nghe tiếng lời nó rất là sâu, nó rất là rõ. Rõ luôn. Đấy. Đấy. Đây. Em sẽ cho anh em xem bát này, anh em bát này. Bát 16 này, nhìn hàng loa nhập khẩu nhìn nó khác, cái bát nó khác hoàn toàn so với hàng loa bãi nhá. Rất là đẹp luôn. Nhìn nó khôn hẳn luôn đấy. Đây, chép đây. Đấy. Phân tần nhá, em mở cho anh em xem phân tần. Đấy. Ok. Con này sử dụng hai tụ Sunway. Dòng tụ Sunway này chuyên làm cho các cái rất ít nào loa dùng tụ Sunway này. Thì tụ Sunway này toàn những loa nhập khẩu thôi. Nhập khẩu từ Anh hay là từ Mỹ thì mới dùng cái tụ Sunway này thôi. Đấy, hai tụ Sunway cho anh em nhé. Đấy. Phân tần rất là đẹp, nhìn rất là mới luôn cho anh em. Đấy. Đây. Đấy. Đấy, để em xem báo giá cho anh em tình trạng đôi này. Vì sao nó tồn kho, vì sao em phải thanh lý. Bên này, bên trái em đây, một loa này thì hoạt động bình thường, không có vấn đề gì cả. Hai bát hoạt động bình thường, chép hoạt động bình thường. Nhưng bên này thì nó có lỗi. Cái bát này bị nghẹt côn. Nghẹt côn, sát côn ấy, chính ra là tiếng nó sẽ bị hơi rè một chút. Thì anh em nào về mua về mang ra thợ, nếu không phải thợ thì mang ra thợ xử lý. Con này chỉ khoảng 100-200 ngàn thôi. Chỉ 100 ngàn thôi. Còn con cái chép này, con này bị chết chép luôn. Thì anh em nào mua chép rồi bảo là ok luôn. Bên em rất nhiều hàng nên không có thời gian để xử lý. Nên anh em nào mà xác định mua đôi loa này về thì tự động xử lý thì giá rất là tốt cho anh em luôn nhé. Đấy, giá rất là tốt. Đấy, tình trạng là như thế. Thì hôm nay em xin báo giá cho anh em. Đôi loa này em sẽ thanh lý cho anh em giá 1 triệu đồng. 1 triệu nhé. 1 triệu không bao ship. Anh em nào có điều kiện mua con này về làm loa lời thì ok luôn. Giá rất là tốt cho anh em, 1 triệu không bao ship. Đây nhá, 1 triệu. Đấy, rất là đẹp luôn. Loa này nếu mà không có vấn đề gì về lỗi gì, trên thị trường bán rơi vào khoảng 2 triệu 8 đến 3 triệu rưỡi tùy từng thời điểm. Nên mai em bán cho anh em 1 triệu đồng. 1 triệu không bao ship cho anh em luôn nhá. Giá rất là tốt. Những cái lỗi nhỏ này về anh em xử lý rất là đơn giản, không có gì gọi là phức tạp cả. Đấy, hàng bao zin tất cả cho anh em luôn. Ok chưa? Thì anh em nào chưa like, chưa đăng ký kênh thì cho bên em một đăng ký like. Cho em một đăng ký kênh, một like. Và nhớ ấn chuông thông báo nhé. Bên em sắp tới xả cũng rất rất là nhiều hàng.
giá rất tốt cho anh em. Thì anh em cứ đăng ký kênh like và tiện theo dõi các cái video bên em đăng ký thì anh em sẽ cập nhật luôn. Đấy, rất là đẹp cho anh em. Em xin báo giá lại nhé. 1 triệu, anh em nào chốt thì nhắn tin đến số điện thoại 0984 896 799. Anh em có thể nhắn tin hoặc Zalo hoặc là Facebook hoặc là bình luận chốt giúp em là đến số điện thoại 0984 896 799. Em xin nói lại là chốt loa lời 1 triệu. Đấy, chốt loa lời 1 triệu nhá. Giá rất là tốt cho anh em rồi. Đấy. Ok. Cảm ơn anh em đã xem video.